của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM. Và dòng hai được mang tên là chú voi con. Ở phòng thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ chia ra làm hai đội, nhưng lần này thì các bạn không vào đội như lúc trước nữa, mà chúng ta sẽ hòa lại giữa fan và idol sẽ chung một đội, và từng thành viên sẽ quay dòi voi và đi cắt quát lên đây. Và theo hiệu lệnh của MC, ví dụ kêu là bức hình A, B, C thì các bạn phải tìm kiếm làm sao được tấm hình mà ban tổ chức yêu cầu. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ thi đối kháng với nhau, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt số thứ tự ha. Số 1, giơ tay. Số 2. Số 3. Hey. Rồi, xin mời số 1 đi về vị trí sẽ xây dựng vôi. Xin mời hai bạn về vị trí, để xuống đúng vị trí giùm tôi đi ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. 1. Hey, các bạn ơi. 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy chưa, nó quay cuồng rồi nha. Rồi, rồi ai đi trước đi nè. Câu hỏi của chúng ta như sau: hãy tìm ảnh của Đỗ Nhật Hà lúc 6 tuổi. Alo. Ok. Rồi. Khoan nha, khoan nha. Không phải. Ờ rồi rồi. Dạ dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời sao chú Hà không biết ảnh Hà đâu luôn. Lúc 6 tuổi. Ủa là gì? Anh Vân mà. Đây. Dạ thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra coi Đỗ Nhật Hà 6 tuổi đúng ở không? Đâu? Đúng không? Đúng không biết luôn. Ha 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 ha. Đây, Đỗ Nhật Hà ở đâu? Xin mời em chọn. Em xin mạnh dạng bốc chú bé áo đỏ. Chú bé áo đỏ, còn chú bé áo xanh là Lê Dương Bảo Lâm. Là Lê Dương Bảo Lâm. Làm sao mà nghĩ tôi giống Đỗ Nhật Hà vậy? Quá trời. Cái giao diện này sao mọi người? Và ở lượt một, đội của Hà để giành chiến thắng, xin chúc mừng. Bây hey. Giờ sẽ là lượt số 2. Hai bạn hãy cố lên nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Mời. Áo xanh đi trước, áo xanh đi trước. Dạ rồi, không có lé em ơi, không có lé em. Bình tĩnh em ơi. Thần thái không có lé em ơi. Em ơi. Cố lên, cố lên. Đúng rồi, đi. Cố lên, cố lên. Rồi, hỗ trợ. Để có hỏi, có hỏi. Hãy tìm hình Hương Ly đạt quán quân của Việt Nam Next Top Model. Trang phục kia đâu? Tấm này, anh ơi, tấm này, anh ơi. Rồi, một. Trang phục kia đăng quang là đúng rồi đó. Thưa quý vị, chúng ta đã tìm ra được bộ outfit là hiện tại là hai tấm hình này giống nhau. Hương Ly, không biết đây có phải là bộ outfit của đêm chung kết của Việt Nam Next Top Model hay không? Dạ, đây chính là bộ outfit mà Ly mặc trong đêm chung kết của Việt Nam Next Top Model. Hai đội đã tìm đúng hình, nhưng Khánh Vân đã tìm trước. Chính vậy, phần thắng thuộc về đội của Khánh Vân. Chúc mừng! Và điểm số bây giờ là 1-1. Xin chúc mừng hai đội. Chúng ta còn lượt cuối cùng nữa thôi, cho nên các bạn hãy cố lên nha. Xin mời thành viên còn lại bước vào vị trí. Và bây giờ sẽ là lượt xoay vòi voi cuối cùng, và Lâm xin đọc câu hỏi luôn. Hãy tìm hình ảnh của Khánh Vân lúc tham gia cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài năm 2013. Và bắt đầu. Cái trò này nó nhức đầu. Không, bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi. Vô em, lên. Hà Khôi Áo Dài. Vân nhìn ảnh nha. Hoa Khôi Áo Dài 2013. Không phải, không phải, lực lễ đó. Hoa Khôi Áo Dài 2013. Không, cái áo đó là Hoa Hậu Hoàng Vũ. Lựa cho đúng. Cái này Hoa Hậu Hoàng Vũ. Đây. Đây. Đây à. Hay quá vậy. Hà ơi, không chị em ơi. Không chị bóc đại tấm nào áo em dài. Em cứ làm đi, em cứ kiếm đi. Biết được có hay sao. Đau lắm rồi bà ơi. Hoa Khôi Áo Dài mà muốn áo tắm. Không phải mặc áo dài đúng không? Ừ.
Vậy là đây đây bắt nha. Áo dài. Quá đây là hả? Đẹp. Hiện tại đang là hai tấm hình giống nhau. Chứ Khánh Vân ơi. Dạ. Đây có phải là cái hình ảnh Khánh Vân tham gia cuộc thi qua khôi áo dài không ạ? Dạ, đây là Miss Áo Dài Nữ Sinh Việt Nam 2013. Wow, như vậy đội của Khánh Vân và Hương Ly đã giành chiến thắng. Và ở vòng này, đội chiến thắng là đội của chúng ta. Chúc mừng! Và bây giờ sẽ là hình phạt của đội thua. Thì hình phạt cũng hơi căng một xíu. Thì các bạn hãy nhìn lên trần nhà cũng như là trần phim trường. Thì có những cái hồn dắt dưỡng ở đây. Dưỡng ở đây là những khách mời trước là chơi là xuất hồn ra. Về không được nha. Trò chơi này mang tên là hô hút hoảng. Hô hút hoảng. Đúng rồi, ở một cuộc thi sắc đẹp nào đó thì có phần hô tên. Thì chúng tôi đã chuẩn bị cái micro ở đó. Thì nhiệm vụ người thua thì đi cắt quốc từ ở dưới kia lên trên đây và đứng ngay chỗ này chống nạnh và nhìn lùi thẳng vào anh. Máy lùi xuống và hô tên Lê Dương Bảo Lâm. Cái hồn anh đâu rồi? Trời ơi, cái hồn anh đâu rồi? Cái hồn bay lên rồi đúng không? Ủa có thử rớt cái gì không? Lên mà thử rớt cái gì kìa. Lê Dương Bảo Lâm ở trên kia. Cái biển ghế là hồn đó. Là mỗi lần tham gia này là anh phải mời thầy về trục hồn. Mới về mới nhập lại cho anh. Cho nên đó. Tụi em phải hết sức cẩn thận nha. Dạ. Chết rồi. Dạ, rồi bây giờ xin mời đội thua hay về vị trí của mình nè. Xin mời. Dạ. Cố lên thỏ xanh cố lên. Dạ rồi. Thỏ xanh cố lên. Bên bên bên. Bỏ anh ra. Dạ chưa, dạ chưa, dạ chưa. Dạ. Mời em, về đây. Ai nghĩ ra cái trò này vậy? Hay quá, hay ra dẻ quá. Hồi nãy té đập đầu chưa sợ. Hay ra dẻ quá. Lên hình mà anh kể đi. Miss, find my face. Em ơi, đội mình về đây em ơi. Xin mời. Chưa mời nó ra rồi. Thích vô. Thích vô. Miss fan my fan Bình Tha. Trời ơi. Nhắn nước miếng luôn. Trời ơi. Tôi thấy một cái tia nha khoa nó chạy. Nó bay ra nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Có nhiều cái tâm nước vậy đó. Tâm nước. Rất là ào ạt. Dạ và đó chính là hành phạt đội thua. Một tràng tay cho hai đội chúng ta. Trời đất ơi. Và ở vòng này thì Lâm tin chắc là các idol đã dần dần nhận ra được fan của mình rồi. Vâng. Nhưng mà chưa rõ ràng. Và chúng ta đến với game số 3 được mang tên Có chỗ đứng, cứng chỗ đó. Và game chúng ta là Find My Fan. Find My Fan. Hey. Giấc mơ của mẹ xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.